Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại khoa phỏng phẫu thuật tạo hình của Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Các bệnh nhân phỏng điện phần lớn còn rất trẻ và là lao động chính trong gia đình. Mình lãnh nhà sắt, mình lọt. Khi mình lọt tôn lên, mấy tôn không cẩn thận. Rồi nó gần đồng đường điện quá, rồi điện nó phóng. Làm sắt thì mong nó là qua chúng cộng điện kinh tế. Nó dịch vô, nó hút vô. Phần lớn người lao động gặp nạn khi làm việc trên độ cao nên khi bị điện giật thì té ngã, dễ bị chấn thương cột sống, chấn thương nội tạng hoặc vỡ xương chậu. Cùng với những tổn thương do nguồn điện gây ra, nhiều bệnh nhân có nguy cơ bị tàn phế suốt đời. Thì bỏng do luồng điện, cho tiếp xúc với luồng điện, cho nó bỏng bên trong, bỏng rất là sâu, do đó tổn thương cơ, gân, cơ, mạch máu. Và chính vì vậy, cái khả năng lao động của bệnh nhân gần như không có. Bệnh nhân thì còn rất trẻ, do đó cuộc sống sau đó để chỉ có lo cho bản thân họ đã là khó, chứ đừng có nói là để giúp cho xã hội hay làm cái gì đó cho gia đình thì hoàn toàn là không thể. Bác sĩ Ngô Đức Hiệp khuyến cáo các doanh nghiệp cần hướng dẫn cho người lao động quy tắc an toàn về điện, trong đó chú ý giữ khoảng cách với đường điện, nhất là vào mùa mưa khi độ ẩm không khí tăng cao, khả năng phóng điện lớn. Nếu có người bị phóng điện cần sơ cứu kịp thời và đúng cách để vừa cứu sống được nạn nhân, vừa tránh được nguy cơ cắt cụt chi, sau đó nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện chuyên khoa để kịp thời cứu chữa.